Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của em. Lại là em Tú Xa Lộ. Thì tiếp tục cái series xe chuyên dụng, cộng với đó là series của bọc tôn H150. Thì ngày hôm nay em có một chiếc H150 đã được lên một cái thùng ben tự đổ. Chiếc xe này thì đảm bảo với quý anh chị là rất ít thấy chạy trên đường, đảm bảo luôn. Tuy nhiên thì với nhu cầu của khách hàng, phù hợp với công việc thì mọi vấn đề thì đều có thể giải quyết được hết nha quý anh chị. Có nhu cầu là em sẽ làm được thôi. Ở đây em có lên một cái thùng ben. Thì khi mà ra phiếu chiếc xe này thì trọng tải chở của nó sẽ là 1,3 tấn. Và cái thể tích của cái thùng sẽ chở được là 1,6 khối nha quý anh chị. Tuy nhiên thì chiếc xe này nó có điều gì đặc biệt so với những chiếc xe ben lớn? Thì quý anh chị có thể đi vào đây xem thử nè. Và cái thùng này nó có cái tay khóa, có nghĩa là nó có thể mở bửng. Và không phải là mở hai bửng hai bên đâu, mà nó mở được tới 3 bửng lần. Ở phần nắp thùng ở phía sau này, nó cũng là một cái bửng. Vẫn có tay khóa, vẫn có bản lề lật ra như là cái nắp thùng xe ben nha quý anh chị. Vậy thì chiếc xe này nó phù hợp cho cái công việc gì? Thì tất nhiên xe ben thì chở vật liệu xây dựng rồi. Ngoài chở cát, đá thì nó còn có thể chở được những thứ khác giống như là gạch. Em thì đối với những cái xe lớn thì em chưa thấy chiếc nào mà chở gạch hết trơn. Tại vì chất lên rồi thì chạy tới không lẽ mình lật cái thùng ben mình đổ gạch xuống. Đây thì nó thiết kế như vậy. Ngoài ra thì cái xe này nó được sử dụng ở trong cái khu vực mà nội thành, nội đô của thành phố đó. Những cái khu vực đường nhỏ không thể nào mà dê đít vào được á, thì quý anh chị có thể mở bửng ra để cào đất cát xuống, cào đá xuống, chất gạch lên xuống nó dễ dàng hơn. Cái thùng này nó rất là đẹp. Nó có sơn những cái vạch xen kẽ trắng xanh. Thì cái hãng của cái thùng này, ở đây nó ghi là Bodotech. Cái thùng này thì nó sử dụng cái ben, là cái bơm ben đó, là cái bơm thủy lực, nhưng mà chạy bằng điện nha quý anh chị, không phải là dạng BTO chích công suất máy. Cho nên là cũng không cần phải nổ máy để ben cái thùng này lên đâu. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn với anh chị cách mà mình ben cái thùng này lên ha. Hiện tại xe không nổ máy nè. Tuy nhiên thì để muốn đảm bảo thì quý anh chị có nổ máy lên để cho nó sạc bình. Không cần, không có nhất thiết là tắt máy, tại vì tắt máy có thể nó hết bình giữa chừng. Ở đây quý anh chị có thể thấy một cái công tắc ha. Thì mình chỉ cần xoay dọc, hiện tại đang xoay ngang có nghĩa là khóa. Mình xoay dọc nó lại. Rồi. Trên xe thì nó sẽ có một cái remote để điều khiển cái thùng ben này. Remote đây. Hai nút up down. Up là lên. Không cần nổ máy nha quý anh chị. Vâng, đây là cái tư thế mà nó khi mà nó nâng hết cỡ lên. Thì cái T-Ben ở đây được sử dụng là của hãng Shimadzu. Shimadzu. Mã là GBM100. Phần các cái linh kiện ở phần giữa chassis đây thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có gì nhiều hết. Chỉ có hai cái đường ống thủy lực cho cái T-Ben này thôi. Ngoài ra thì không có BTO. Sử dụng điện, hoàn toàn điện nha quý anh chị. Rồi, mình hãy cùng xem phía bên trong cái thùng này như thế nào. Đây. Với 1,6 khối thì cũng rất là nhiều rồi. Đối với mà khu vực mà trong cái thành phố
mình chạy mình chở vật liệu xây dựng, mình đổ một khối 6 thì nó cũng khá là nhiều ha. Tốt hơn là cái những chiếc xe ba gác. Thì chiếc xe này nó nhỏ gọn nữa, dễ dàng di chuyển trong khu vực thành phố. Đây là phần khung xe được gia cố thêm các cái loại sắt U. Vâng, thì bên em có nhận đóng các loại thùng xe chuyên dụng trên mọi cái nền xe luôn. Từ Boxster H150, N250 series, 75S, 110 series, S8, cho đến những cái dòng xe hạng nặng HD260, HD270, HD320. Có cả đầu kéo nữa nha quý anh chị. Thì để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là mình tìm hiểu thêm một số cái dòng thùng, hoặc là như quý anh chị có nhu cầu mình đóng một số cái loại thùng chuyên dụng đặc biệt phù hợp với cái công việc của mình thì hãy cứ liên hệ đến em. Em là Tú, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý Hyundai Phú Lâm. Địa chỉ là D6-28 quốc lộ 1A, khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại hotline 0938 298 928. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video clip của em. Hãy cho em một like và một đăng ký kênh để ủng hộ em nha quý anh chị.